tôi đi ra sân bay đón người yêu. Các bạn có ai thấy người yêu tôi đâu không? Người yêu tôi mến chứ không có hồ. Thôi giờ thế vậy nè. Alo, trời ơi, hồi hộp quá. Ra sân bay đón người yêu mà không biết người yêu có nhận ra mình không nữa. Biết tại sao không? Tại vì em ta lâu lắm mới về nước. Ảnh là nhiệt nhiều, ảnh đẹp trai lắm mày ơi. Anh mới về nước này trời, mà lâu lắm mới về một lần. Nghe tao run quá à. Đây có sân bay đón người yêu. Vô tình lượm được bí kiếp. Chào anh. Chào cô gái. Ê nói nghe nè, hay là giờ dày nha. Mày lo mày đón người yêu chưa biết tao nha. Trời ơi tôi không biết gì luôn á nha. Anh ơi, anh im lặng giùm em một phút thôi được không? Xin lỗi em ngàn lần, xin lỗi em. Ê, lên nói với tao đi, năng lẫy mày á. Trời ơi dày hoài sao chị nổi. Một phút thôi được không anh? Sorry, I am sorry. Vậy là con hả? Lên liền cho tao chờ. Ê! Tao phải chán quá. Ê, ê. Có gì không? Không. Trời ơi, kiếp trước cho mình làm điều ác lắm, sao kiếp này bị dằn vặt quá vậy chứ? Thấy rồi, thấy rồi. Có gì không? Không. Ê, tao không phải luôn, tức quá. Trời ơi, thấy cái đèn xiếp nào tao không? Ở trên ghế sân bay chứ đâu. Ui. Xua đuổi tà khí. Trời ơi ghế ngoài sân bay quá cỡ ngồi chuyện leo lên chi dưới cho ngồi. Chân mà chơi là chân đi cho chi dưới nữa. Nhìn mặt nó hiện lên ba chữ rồi. Chữ gì? Mê trai đẹp. Trời ơi nhìn mặt anh nó hiện lên bốn chữ luôn á. Chữ gì? Mê gái chân dài. Mê gái ngốn ngẳng. Ngốn ngẳng là gì? Ngắn ngủn rồi bà. Chân bà có một khúc mà bà mang ngốn tới hai tấc rồi. Kệ tôi. Xin lỗi nha, đang nói bạn gái nước ngoài gì hơi bị đẹp nha. Trời ơi, tôi cũng nói bạn trai tôi là Việt Kiều. Đẹp hơn anh gấp mấy lần luôn á. Nhìn lại nhan sắc cô đi. Sao? Mặt thỏ mỏ dơ chán dồ miệng mớt mắt lồi cổ cò tai chuột. Mặt tôi hú nhìn cú. Nghĩ sao mà có cưỡi tôi á? Ủa? Anh nhìn mặt anh đi. Tôi quá đẹp trai. Đẹp trai học giỏi con nhà giàu nó chỉ có duyên nữa mà. Xin lỗi con nha, bước chân ra đường nhiều người tưởng tôi là Biren luôn. Trời ơi, tưởng tôi lớn luôn á. Tôi cái mặt giống Biren, chỉ khác có hàm râu thôi à. Đúng rồi, mà thêm cái bụng ổng teo đầu heo. Đầu heo mà mỏ chuột không lẽ bị bệnh heo tay xanh nữa trời. Mưa diễn luôn các bạn coi luôn. Alo mày hả? Gì gì vậy? Tới quá vậy? Sắp tới rồi. Ê nó nghe nè. Gì gì? Hỏi mày này cái nha. Gì gì? Ê mày thường á con trai thích con gái mặc áo màu gì vậy? Áo màu xanh, nó xanh. Chết rồi sao mặc màu đỏ? Trời ơi, chàng trai chỉ thích gái màu xanh thôi. Sao vậy? Không sao đâu, chỉ tính tình gái là phải dễ thương thì nó không dữ quá nha. Yên tâm, tao hiền lắm. Vậy hả? Vậy nói nghe nè, mà sao nghe giọng mày khào khào vậy? Mới nghe tới khuya nhậu á, khàn tiếng luôn. Trời ơi, nhậu hả? Người ta nói nhậu là con gái hư á. Vậy hả? Nhậu sao bữa tao không quỷ? Hả? Chưa có số phone. Nói chuyện với tao mày nói gì vậy? Nói với tôi nè. Tôi nào? Tôi nè. Xạo nó hớn luôn á, tôi thấy giờ nhiều người có bệnh giống vậy. Anh ơi, tôi sẽ hơi cái đó em nhà lát hay đi xe ôm thôi mà nội. Xin lỗi nha, mình đang có số phone nha, đừng có làm phiền mình nha. Hello, is it me you looking for? I can see
smile. I can see your smile. You love me everyone and you know just what to do. And you know just what to do. Dạ lộn số chị chào chị rồi. Lộn số rồi. Tôi hiếm mà, tôi hiếm mà tưởng nhạc chào có nghe luôn. Lộn số mà cay cho dài luôn. Chuyến bay 1088 từ Seoul đến Hóc Môn đã về đến sân bay. Đề nghị thân nhân đang chờ trực bao giờ đón người thân. Ủa sao máy bay về Hóc Môn vậy ta? Số mình nó lạnh. Tới trước nha. Vậy đi ra vô duyên quá, dành chỗ tôi hoài. Chưa. Thì tôi cũng tới trước, để anh dành cho tôi hoài dạ. Anh dành chỗ tôi về hoài hơi chứ. Bà anh... chiên lắm cho bà móc của bà nội. Ủa? Bà bị ngứa hả? À, ông cho đi liền. Trời ơi trời, chiên lắm mà móc méo quá trời luôn á. Tôi bực mình anh quá, anh xích ra đi, anh cứ dành chỗ tôi đó. Ngoài dạ, bên người của anh thôi, bà bị ghẻ hả?